Rồi, chút qua được không? Chừng cẳng sưng hết rồi, trơn rồi. Rồi, thì chút qua. Hả? Hả? Chưa có xong anh mà, này phát cho bệnh viện. Chứng quá trời ạ. Trời ơi. Ai vậy chị Lê vậy hả? Chút qua Lê hả? Chứng quá trời ạ. Chứng phái từ thiện hả? Hỏi má chồng kìa, biết đâu. Má chồng có chứng chưa? Phát chưa? Loto LGBT em. Loto LGBT, LGBT. Sao nó còn đi lệ? Chưa có mà, có là cho chết. Anh nói không có, bây giờ mình bốc đi. Mạnh dữ rồi trời mọi người, thấy không? Thấy chị Phượng mà nhớ là cái cảnh ngày xưa kéo co với chị Phượng á. Ôi ôi, bên đàn ông với lại mấy thằng đực không à, mà thua bên phe đàn bà thì nhục ghê với trời. Chị Phượng có bí quyết gì mà chị khỏe với chị Phượng? Đội hình mạnh. Trời ơi. Nhờ chị uống Milu rồi mọi người. À, tiếp tục là đưa lên một nồi nữa nấu nha. Đưa nồi này trước đúng không? Múc hủ vô này rồi đưa. Em bị có múc cho chồng cái hủ ra. Có cái dạ đã nón cho nó đỡ nắng vậy đúng không? Ngoài này nắng lắm, dạ quay ra khỏi thấy luôn nữa. Giới thiệu với mọi người đây, hôm nay có một cái chị cũng ra phụ ha, chị rất là vui vẻ nha mọi người. Nhà là chợ chính, là nhà tài trợ Kim Cương luôn á. Hôm nay cái chương trình này là chỉ tài trợ đó mọi người. Thì chị vừa phụ rồi chị vừa này kia rồi, nhóm chỉ bỏ công thôi. Dạ. Tài trợ, cái khâu tài trợ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Hôm nay những bà con cô bác được ăn những cái phần bánh canh này là cũng rất là nhờ chị phát tâm. Dạ, cả nhóm luôn, nhưng mà chị là chính. Đó, mọi người thấy là chị bỏ những cái cục sườn vô rất là ngon ha. Cục nào cũng nấy bự không à. Thường thường thật sự mà nói làm từ thiện cũng có rất là nhiều người cũng không muốn lên tiếng mọi người. Cái đó là sự thật, ta làm vì cái tâm á. Chị hôm nay chị cũng bỏ tiền ra ha, nấu những cái phần bánh canh này phát cho cô chú anh chị ở bệnh viện, người nhà bệnh nhân đó, 300 phần. Cảm ơn chị rất là nhiều, chúc chị dồi dào sức khỏe nha. Làm ăn gì được nấy, tài lộc đầy nhà. Hôm nay làm gì thấy vui không chị? Chị nói thấy rất là vui rồi mọi người. Dậu làm gì thấy vui không dậu? Vui chứ anh. Anh Lân có vui không? Quá vui. Phụng tay lát rồi quay xong hơn chừng cũng nhảy vô phụ luôn nữa, phụ được gì phụ.
chứ 300 phần mà có mấy người làm phụ vô ha, mỗi người mỗi tay, vừa vui vẻ mà vừa được phước nữa cô chú anh chị. Rồi đầy một giỏ, đầy giỏ rồi đó. Để bỏ anh bàn chồng chồng lên cũng được. Vô khô trước ha. Wow, mọi người thấy không? Còn bánh canh chất lượng không? Bảo đảm ngon nha. Nước lèo bỏ riêng. Muốn ăn giờ nào ăn, muốn hâm giờ nào hâm. Ở trong bệnh viện thường thường có mấy cái chỗ mà hâm á, bằng bếp điện á. Trong bệnh viện có điện mà. À, những người mà nằm ở trong bệnh viện lâu dài á, à, có bếp điện hết nè. Đưa đến là người ta không ăn buổi này á, thì trễ tí xíu thì ta hâm lại ăn cho nó nóng. Đó, chị làm rất là cực lực á, vô bao vô bịch. Nhìn chị là biết là dân lao động từ nhỏ đến lớn là làm rất là chỉnh chu mà hăng nữa, chứ không phải làm nhẹ nhàng giống như là công chúa đâu, chỉ là làm là hết mình luôn, chơi thì hết hồn luôn. Trời, ăn bánh canh ăn mình hoành hánh trước. Ăn đây, ăn trong đây cô. Đó bụng chịu không nổi vậy, thuốc quá trời vậy. Thuốc quá trời luôn kìa ba. Rồi ăn đi. Ê, nó quay dính tôi dạ. Phát thôi nào vậy. Lát xíu rồi phát. Lát có khoát trứng á, qua lấy trứng nha mấy bà. Không dính. Trời ơi, nó chờ không? Trời ơi, lát khoát trứng nữa. Duy trà đá là gì? Ủa, cho bánh canh này hơn nè. Cho đó. 300 phần mà đó gì. Ngồi đây nè. Thôi con ngồi ăn đi. Lát cái gì ăn bánh canh. Nó bụng dữ lắm mày hả, cái gì vậy? Không đợi bánh canh ăn. Nhớ thằng nó chở ra con quýnh nó quá trời không? Nó làm cọc té nằm dài luôn á. Dạ. Rồi sao hôm nay bà kêu nó chở anh chị nữa chết. Kêu chở cái có xe chứ ai biết, còn quay qua tao gọi tụi bay vậy. Không gọi con sợ chất chưa dậy rồi con không có qua chở. Dạ giờ má, giờ đó. Sao hôm nay dậy sớm vậy, không có chồng dậy sớm hả? Có bán được hay gì? Qua thăm nữa, nó nói sao? Hôm qua chưa qua, hôm nay đi nè. Nay đã rỗi đi nè. Biết ở đâu thì... Biết, cũng cho địa chỉ rồi. Chắc nhớ chồng nè, có không? Ngủ không được. Có má, lục quẹt với chồng. Đi ra chỗ, chợ lắp quanh ra. Bà bán mình xào ngủ á, thì ăn ngồi đi. Ngồi đi. Thôi, không ngồi. Trời, mua nước trổ mà vô viên quá, ngồi đi. Thôi. Giờ bà lấy cái vỏ ra. Trời ơi, bán nó ly nước rồi. Uống gì? Uống gì? Ngồi đi. Lộn đây cũng ngồi, kia cũng được. Đi đái được không? Ngồi đi. Không, con kêu nhỏ này. Nè. Rồi đi. Nè, vô ngồi đi. Rồi, ok. Để quay phim cái đã, ngồi gì? Thôi vậy. Quay không bà, mất ăn coi. Không, ăn thấy cái miệng mà ngon quá. Để cho Tuấn Nguyễn coi, ok, cái miệng này. Lòng què nóng quá. Bữa uống ly nước cam thì với ai đâu. Ghê quá chứ ơi. Nói vậy. Không biết làm sao mà chồng bà thương bà được. Hôm qua nó nói rồi, ok, nó gặp bà ở đâu là nó lấy súng nó bắn ở đó. Qua đây bắn. Lấy cây bà vô của bà Trần Ngô Quýnh á. Bà chiếc vòng cần nha. Hận bà lắm á, ok. Bà nói bà chiếc bà làm á, chán nó hả, là chảy máu rách nguyên cái đường ngay giữa chán luôn. Có cái thẹo luôn rồi. Hãy mà nhìn tới cái thẹo đó là nó hận bà rồi. Ôi. Hỏi trên mặt mà có cái thiệp vậy à, ai coi cho.
không hận là cái gì? Cầm này bán vé số lại chứ coi. Nghỉ bán luôn rồi. Dạ. Nghỉ bán luôn rồi, giờ bán vé số lại luôn rồi. Trời ơi, kẹo mức không bán hả? Ừ. Bà thấy mừng hay là thấy vui không? Ai mà, không ai cạnh tranh với bà. Ai cho bán mức cho. Rồi giờ chất chuyển qua bán mức mất luôn phải không? Ai lấy cho chất, chất phải tự đi lấy nha. Không, cái giò đâu mày chở đi lấy. Rồi thôi. Trời ơi, mới được. Có chuyện lời ai lấy? Tiêu cho để rồi, theo trai rồi. Tự nhiên chở chất đi rồi tiền lời chất lấy hết. Phải là mẹ. Nó bán vậy ngại lời nhiều. Chẹo à. Trời ơi, ngon trứng rồi. Vậy giờ thì không có ai cạnh tranh bà hết á. Chỗ miếng tử đi bọc đường. Phải chơi chơi chơi. Mới mua cái này cho bà ta 80 ngàn 10 cái 8 ngàn cái lộn của đập bể hết rồi. Tôi mới mua cho bà chân á. Bà châu rồi bên kia đập bể hết. Kẻ ngồi đây uống nước. Okay. Bánh cành. Ê, cái món này kêu là cái gì? Mì ảnh. Ngon với má. Mỗi tàu. Tô này nhiêu? 15 ngàn. Rồi, rồi giàu có tan con 50 đi. Rồi con cầm nghỉ bán này chứ có ý kiến gì không? Có khuyên nghĩa bảo gì không? Không có khuyên bảo quay lại bán buôn bán phải không? Chứ cũng bán luôn phải không? Đó đi luôn. Sáng điện thoại đi chơi với trai rồi. À, đi ăn sáng với trai rồi. Điện thoại hả? Ờ, giờ thấy mất xác là biết rồi. Ta còn có trai ngó chất bây giờ không có ai thèm nữa, còn nghiệp ghê. Vậy biết bịch nó đâu bán gì? Vậy chị nó đi theo gì đi qua nó mua? Mua bịch gì ạ? Luôn thuốc ô. Giờ nó trời ơi, mà, bà biết bao nhiêu bịch rồi, tại vì bà không xài mà nó xài bao lông này á, bà biết nhiêu bịch. Bao bả còn khó nữa. Nãy biết gì đi, gửi gì mua giùm cho đỡ ngộ. Để em biết con dồn thuốc uống hết á, bà phân ra. Đi đường này gì bọc qua là được, mày gì? Mày cái điện thoại mà nạp, điện thoại mày nạp cho.